Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Paracetamol. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về paracetamol cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần Chamadon Hydrochloride Paracetamol Tá dược vừa đủ một viên Công dụng Paracetamol là một sự kết hợp của hai hoạt chất Chamadon và Paracetamol làm giảm cơn đau. Paracetamol được chỉ định để điều trị các cơn đau vừa đến nặng chống chỉ định, mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, nhiễm độc cấp với rượu, thuốc ngủ, các thuốc giảm đau tác dụng trung ương, các opioid và các thuốc tác động đến tâm thầm. Bệnh nhân suy gan nặng. Bệnh nhân động kinh không được kiểm soát bằng việc điều trị. Bệnh nhân suy hô hấp nặng. Trẻ em dưới 15 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú. Cách dùng dùng bằng đường uống. Không được bẻ hoặc nhai. Liều dùng, liều khởi đầu 2 viên và không được vượt quá 8 viên mỗi ngày. Lưu ý đặc biệt và thận trọng. Chấn thương sọ. Rối loạn co giật. Rối loạn đường mật. Tình trạng sốc. Tình trạng thay đổi nhận thức chưa rõ nguyên nhân. Các vấn đề ảnh hưởng đến trung tâm hô hấp hoặc chức năng hô hấp tăng áp suất nội sọ. Tác dụng không mong muốn. Các rối loạn hệ thần kinh. Rất phổ biến, hoa mắt, chóng mặt, ngủ gà. Phổ biến, đau đầu, run. Rối loạn tâm thần. Phổ biến, lẫn lộn, thay đổi tính tình, rối loạn giấc ngủ. Rối loạn dạ dày ruột. Rất phổ biến, buồn nôn. Phổ biến, nôn, táo bón, khô miệng, tiêu chảy, đầy hơi, đau bụng, khó tiêu, rối loạn da và mô dưới da, phổ biến, toát mồ hôi, ngứa. Cha don có thể gây hoa mắt, chóng mặt. Tác dụng này có thể tăng khi sử dụng với rượu hoặc thuốc ức chế thần kinh hệ trung ương khác. Vì vậy không nên lái xe hay vận hành máy móc khi dùng thuốc. tương tác thuốc. Các thuốc ức chế không chọn lọc MAO. Rượu các chế phẩm thuốc chứa etanol Các thuốc chủ vận đối kháng opioid Các thuốc ức chế thần kinh trung ương khác Nhà sản xuất thuốc Pharmaceutical Agma SA Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Paracetamol, đồng thời biết cách sử dụng Paracetamol cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.